Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập ẩu đả lẫn nhau để giải quyết mâu thuẫn đang có xu hướng gia tăng và trở thành vấn nạn nhức nhối tại nhiều địa phương. Mới đây nhất, trên địa bàn tỉnh Bình Phước vừa xảy ra một vụ hỗn chiến kinh hoàng trong quán nhậu khiến một người bị đâm tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 18 tháng 8, Công an thành phố Đồng Xoài nhận được tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước về việc tại đây có tiếp nhận một bệnh nhân nam đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Trên cơ thể bệnh nhân có nhiều vết thương. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Đồng Xoài đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện tổ chức xác minh vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định được khoảng đêm ngày 17 tháng 8 tại quán Hoa Rừng bên đường Hùng Vương thuộc khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Một nhóm thanh niên khoảng 5 người chưa xác định nhân thân cùng ăn uống. Trong khi nhậu thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến. Lúc bấy giờ, Đặng Minh C, 26 tuổi, bị các đối tượng trong nhóm dùng hung khí gây thương tích, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ và tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Việc các đối tượng tụ tập mang theo hung khí đến các nơi công cộng để ẩu đả lẫn nhau thể hiện sự coi thường, bất chấp luật pháp. Tình trạng này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng để kịp thời nhắc nhở, giáo dục, răn đe và hạn chế tối đa những trường hợp tương tự có thể xảy ra.